À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Châu Châu Hùa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của nữ hoàng 2F Queen Ravenor để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã với các bạn là mình sẽ xử lý xong phương Bắc Bắc Mỹ. Mình nghĩ là như vậy thì có thể là nếu tấn công Bắc Mỹ thì mình đánh cái vùng rét mướt như này mình chắc phải cần dùng cái hỗ trợ này. Cái này nó sẽ kháng tất cả các cái hiệu ứng xấu và tăng cái điểm ảnh hưởng cái mức độ kiểm soát của chúng ta lên. Không bị nguy cơ bị ảnh hưởng bởi corruption của ma cà rồng hoặc là của chuột hay là của chaos. Nói chung thì bây giờ cái thành này xem nào, mình kiểm soát được không? 3 trong 2 trong số 3 cái thành của nó rồi. Chắc mình kiểm soát lốt vùng này. Con đoàn phương Bắc thì nó đánh khá nhanh đấy rồi, lên đến đấy rồi. Vùng này thì có lẽ mình chỉ giữ đến đây thôi, mình không có giữ nhiều ấy, cái vùng to làm gì. Đấy, kệ bọn chuột, nó thích thì nó ra. Về căn bản là thế, nếu như mà mình kiểm soát được cái vùng rộng hơn thì mình sẽ... Nhưng mà mình... Đây cũng có khá nhiều tài nguyên. Đây có một mỏ vàng mà chúng nó lại không xây mỏ vàng. Hay thật. Thành lớn nhất của nó ở đây. Thành lớn nhất của nó ở đây. Các cái thành nhỏ. Còn rất nhiều các cái vùng đất phía bên trong nữa. Thôi được. Mình không nhầm thì ở phía bên ngoài này còn có một cái vùng nữa này. Nhưng mà chắc mình cũng không đi ra đến ngoài đấy được. Ra đến ngoài đấy mệt lắm. Kinh tế của mình nói chung là khá ổn, cho phép mình có thể thành lập thêm một quân đoàn nữa. Nhưng hiện tại thì mình chưa đủ điểm uy tín để có thể thành lập quân đoàn. Hiện tại thì mới có gần này quân thôi. Tất nhiên quân đoàn này sẽ được rút xuống đây. Và các cái Aegon sẽ được mua ở đây. Rất nhiều luôn, chúng ta có thể tuyển được rất nhiều Aegon luôn. Do chúng ta xây rất nhiều các cái công trình. Vấn đề chỉ là điểm uy tín chúng ta thôi. Có đủ hay không thôi. Lượt này hình như không có việc gì để làm nữa hay sao nhỉ, đúng không? Chắc là mình sẽ qua lượt. Qua lượt là đấy. Cái con pháp sư này của Dark Elf nó cứ lượn lờ trên đất của mình lâu thế nhỉ? Mấy con chuột này thích mình phá nhà mình. Ôi ồ. Gì đấy? Ôi nó ám sát chết một thằng hero của mình rồi. Nãy nghe nói chứ nhỉ? Bọn này gớm thật. Chết với cung thủ, chết với thằng kiếm sĩ à? Hy vọng là sau vài lượt nữa hồi được, không phải là chết hẳn. Không thì mệt lắm. Phải luyện bọn này lên cấp 20 thì nó mới không chết được. Nhưng con này cấp 22 rồi thì không chết được. Về cấp 20 trở lên chúng ta học vào cái skill kháng tất cả, không bao giờ bất chết, nó chỉ về thành giữ sức thôi thì không bao giờ chết được nữa. Còn trước đấy thì vẫn có thể hy sinh. Chỉ duy nhất cái thằng này, thằng kia hiệp sĩ của Petronia là của phe Big Mom này thì không sao. À, gì giả, vây thành của mình. You cannot hide your heart from me. Tuyên chiến à? Nó bảo đề nghị chiến tranh với cái thằng chi cho nó 8.000 à? Cho mày thích đánh nhau với thằng lùn càng tốt. Mấy cướp biển này rảnh ghê nhỉ? Thế cơ mà.
Ai da. Ammo flashing. Ôi, nó phá nhà mình kinh quá, là xem bọn này chết hẳn hay là mình thương. Đây phải không? May quá, vẫn hồi được. Chỉ bị về thành dưỡng sức thôi, mất hai thằng rồi. Ám sát à con? Yuri Fair! Attack! Tao mà lại phải sợ mày quá cơ. Mất hai thằng hero thì cũng hơi vất đấy. It must be done. They must die for order. Rất nhiều pháo à? A strong leader is needed. Rất nhiều pháo thì phải cho rồng lên quẩy nát luôn. Nói chung bọn chuột thì mình không sợ lắm. Pháo và nó lại vào dưới dạng tiếp viện nữa thì không sợ. Trận này chắc phải tấn công nhanh. 4 lượt nữa hồi lại mà hai thằng hero kia. Đó, ám sát kinh quá, mất con công thủ là nguy hiểm phết đấy. À đây rồi. Nó tiếp viện ở đây à? Ôi dồi ôi, cái địa hình này vãi trưởng thế. Chạy qua một cái khu rừng dài như này cả. Ôi trận này đánh nhau trong rừng là chủ lực à? Về lý thuyết thì chơi đội cây này nó đánh nhau trong rừng nó sẽ có lợi thế, nó có hồi được máu hay sao. Nhưng mà mình cũng không giỏi đánh nhau trong rừng cho lắm. Không phải cũng giỏi đánh nhau trong rừng. Spellcaster. Tất cả xong lệ. Quên nó ở đây này. Nó tiếp viện ở đây hết thôi mà. Tất cả đều ở đây. Nhưng mà có điều đánh nhau trong rừng như này mình rất khó quan sát. Mấy con chuột, cống này. Làm sao? Ôi ôi. Bắn à? Ăn luôn tại trận, không thể nào cả. Bộ binh của nhau lên luôn. Khủng rồi, bắn nhiệt tình luôn. Ôi, giật xe gì đây? Kinh thế. Làm gì mà kinh thế? Brave and true. Understood. I shall. Thằng cây đến rồi. Pháo nó tấn công.
Đây này, thử ngay mấy khẩu pháo của nó. Mày láo này, đấy con chuột. Ai giả ơi, để cho nó phát này cho nó trưởng. Ui dồi, đây rồi, nó nát rồi. Không chết đi em. Trời ơi, quân của thần rừng quay kinh hồn. Ô, đã nát rồi kìa. Mình còn chưa đánh xong mà. Nó vẫn còn nguyên máu mà đã chạy mà chạy là loạn xạ được rồi. Được, bọn này không có gì ghê gớm lắm. Em pháp sư em giật một phát trưởng lửa trưởng đại bàng thôi mà chết được bao nhiêu quân thế kia cơ á, gớm thật. One triumphant. My loyalty is rewarded. Cấp 12. A paragon of virtue. À đây rồi, có thể cưỡi được đại bàng rồi. Có thể phụng phụ tướng. Chỉ huy quân đội nào. Protector of Elfone. The Aster. Đám tàn quân này chết cho nó nhanh. Chiếm luôn. Occupy their lands. Chiếm luôn. Mình kiểm soát toàn bộ cái vùng này rồi. Ai cộng 22% kháng cho bản thân và đồng đội xung quanh trong 40m kháng phép thuật. Ôi, phòng thủ vận chiến. Direct me. Alf One's finest. Món đồ này hổ báo hết nhỉ. Phòng thưởng trước Cherion à? À, con này cũng melee attack kìa. Kinh. Con này nó có cái đồ này ngon đấy, kháng phép là chuẩn luôn rồi, bởi vì bản thân nó kháng vật lý khá tốt rồi, nó chịu đòn vật lý rất tốt, nó chỉ cần kháng phép nữa thôi cũng được. Khá nhiều đồ chứ nhỉ. Cái đồ đồ cấp 29 rồi. Rồng tăng vào đam cho nó đánh cho nó trâu. Tướng này của mình trâu phết rồi. Nó đeo đồ lên nó mạnh ghê nhỉ. 120 mấy giáp à. Ranger nói chung là cái thành lên có tường thành lên cho nó chắc cờ rồi. Con tàu ma con chuột nó tết để đâu chui ra đây phải dám đánh nhau với anh. Ngon là công thành của anh sao nào, không có pháo thì mày còn chết luôn.
I serve the king. Attack! Moving off. Hidden from sight. Khỉ thật, thời tiết xấu. Chắc là mình phải dùng đến cái này rồi. Cái này nó sẽ kháng tất cả các cái yếu tố địa hình xấu này. Rồi. Trong vòng bao nhiêu lượt này? Trong vòng 10 lượt. Đó là một con số đủ để cho mình nằm nhiều vấn đề rồi đấy. Hồi máu lên cho anh. Thanh niên này Pride of the Asa. Đây, cái này để tăng đam xuyên giáp này và sát thương của vũ khí cho đồng đội này. Guardian of the Phoenix. Rồi, thêm một quân đoàn nữa sang đây. Sailing away. Guardian of the Phoenix Crown. Prince of Elfwan. Trên này đâu đó có cái thằng chuột nó đang vây cái thành nào của mình nhỉ? Ở đây. Order must be maintained. Lên tháp canh. Chưa biết xây cái gì nhỉ? Cái đội này thì mình không dùng mấy. À, xây cái này di chuyển cho nó nhanh. Income này. Income thì các công trình. Oh. Đốt phá nhà mình nữa cơ. Cái chuột láo thật. Attack! Đây à? Vây thành này quay à? Ăn được hay không? Mấy con chuột nhất này. Lord of the Phoenix Court. Phòng thủ phương Nam. Phương Bắc thì chắc có lẽ gần như không phải phòng thủ nữa rồi sao? Chả thấy thằng nào sang đây nữa. Prince of Elfwan. Toàn con tò ma. Nó đã bị chiếm khá nhiều nhà nên là nó không còn căn cứ nữa. Bị mấy thằng Chaos nó đốt cho nữa. Nữ hoàng mình á. Xem nào. Ồ, công trình tuyệt nhỉ. Bỏ vàng này, xây luôn. Chưa có tháp canh à? Thế từ từ đã xây tháp canh trước cho chắc cờ. Alariel the Ever Queen. Đang tuyển quân. Alariel Ever Queen. Send my maidens. Không có quân à? Không có quân à? Cleanse it with fire. Đốt luôn. Chắc cờ. Đánh hết các khu vực này à? Không chiến nhiều làm gì cả. Nó có chuột để nắm vây thành của mình. Đốt hết nhà của Big Mom nhỉ?
Big Mom có nhà lắm. Nó nhất là cái khu vực mình còn chưa đặt sang thế giới cổ, mình vẫn đang ở tân thế giới. Chứng tỏ cũng không dám công thành của mình à? Thế thì cũng thường thôi. Tấn công các hero của mình điên thật. Cái đội ma cà rồng này, cái thằng ma cà rồng mới này nó có gọi được lên một cái thằng Karel rất là mạnh. Ngoài ra nó có thể tuyển được cả thằng ma cà rồng đỏ rất hay. Ây à, nó khôi phục lại hết cái vùng đấy cả. Mình đốt bao nhiêu nó khôi phục bấy nhiêu à? Mấy anh cướp biển anh vẫn chạy lông nhông ngoài đường, thật là nguy hiểm. Cái gì? Ust and Vet. Đánh ở đây thì mình đâu có sức mà đánh. The sea brings death. Ust and Vet và thằng này vẫn đang đánh nhau. Mình có cái lợi thế là mình có thể phòng thủ được. Cứ đốt hết nhà chúng nói. Ôi, nó tấn công mình rồi. Thương vong nặng thế. Noble and true. Lord of the Phoenix Court. None shall live. A strong leader is needed. Mine. An honor. Hey, Chanolai. You need me? A faithful servant. Đốt hết luôn. Đây rồi. Hỗ trợ cho Chariot thì không cần. Cái này cho cung này. Đại bàng lớn. Soul Master thì kệ, cứ học cái dòng chữ cuối thì học hết lên được cho nó mạnh, hỗ trợ cho quân này. Cho là tí nữa hỗ trợ cho tướng xong. Mấy cái con chuột này dọa làm sao được mình. Rồi đến đây phải học cái nhánh này. Guardian of the Phoenix Crown cấp 14 rồi. Với đại bàng là được rồi. Defender of the Everqueen. Garrisoning. Đứng ở đây là làm loạn, đập luôn. Xong. Chúng ta có đủ các lực lượng quân sự đấy chứ nhỉ? Quân của mình. A noble heart. Cấp 9 nhỉ? Tăng và giáp đang chịu đòn. How can I assist you? Cái con chuột này lại thích chết. This is not princely. Traveling.
I will lead the Astral. Nó lại thích chết. Wisdom is mine. Ray system giảm cái thời gian vây thành à? Can I offer assistance? Cấp 10 này. Ồ. Mắc vào cái nhánh này đã. Con chuột láo toét này không quên được nhà cửa lên này. Đốt hết, để lại mỗi thành to thôi. Thành to nó nhiều tiền, mình sẽ để lại thành to, còn các cái thành nhỏ thôi bỏ qua hết. Assyrian guides our hands. Thành cấp 3. Không dám lọ mọ vào đây đánh à? Guardian of the Phoenix Crown. Nào. Onward. Guardian. Kinh nhỉ, hai lượt mấy lượt nữa mình mới hồi được cái thằng hero rồi nhỉ? 3 lượt nữa. Giải quyết dứt điểm quân đoàn này, Big Mom ở dưới này. Big Mom hình như không còn nhiều đâu. Còn có mấy tỉnh nữa. Sáu tỉnh. Death and destruction. The swordfish is ready to sail. Chiến tranh mình. The forest calls. Chiến tranh mình mặt lại thân thiện. Là cái quái nào? The mighty Deepwood welcomes. Thế là thế quái nào nhỉ? Tuần này thì không chiến tranh mình. Và đồng minh với Norska. Fear me. Tuần này chiến tranh với ma cả rầm. Đồng minh với nhau nhưng mà nó lại không thân nhau lắm. Tribesmen gather. Thằng này thì nó cũng ghét cái thằng Dark Elf lắm và thằng chuột lắm. Wolfric. Mình có chung kẻ thù với nó thật đấy nhưng mà trong ngắn hạn nó chưa ưa mình. Mấy thằng đặc ép. Úi giời. Lại đi phá nhà của mình. Mấy cái con vũ công múa cột thì nó đi phá nhà mình. Mấy con tò ma này thì làm ăn gì? Đốt hết cái thằng Dark Elf nữa là xong. Thằng Norska kia thì để đấy, mình chưa vội. Ôi dồi ôi. Mẹ, ám sát liên tục hero của mình này. Chuột đông thế nhỉ? Nó không mạnh nhưng nó quá đông. Phương Nam này hình như mình không phải kiểm soát cái tỉnh nào cả hay sao nhỉ?
Nếu không phải kiểm soát tỉnh nào thì đốt hết. Không giết được bọn chuột, ghê thật. Nó có gì nó sống dài thế. Đốt rồi, không biết là nó đã đốt, đã chiếm được, đã kiểm soát được chưa nữa. Lại thêm một em pháp sư nữa của mình bị tấn công. Đánh 3 trận với Norskar. Lord of Ulfwan. Garrisoning. Trừ 10 upkeep cho tất cả các đơn vị quân. Ôi ngọt thế. Trừ 50% đi biển à. Các cái sắp trong vòng 10 lượt. Across the waves. Cũng được. Mình thả cho mấy cái đồ này cũng ngon. Your word. Sắp lên một em. A paragon of virtue. Command me. Đứng quân ở trong thành này thì ít có nguy cơ bị tấn công hơn. Giảm thôi chứ cũng không phải hết toàn bộ, nhưng mà nó đỡ hơn. Moving off. Their soul is pure. The king. Cái con chuột báo toát này thích vây thành anh à? Giết hết bọn chuột. Blame you, you. Tấn công. Đốt hết thành của bọn này. The greater good. Darkness is kept at bay. Cùng này mình kiểm soát toàn bộ. Hoàn thành nhiệm vụ. Behold, Elven Beauty. Cái thành này công trình giống nhau thế. Ôi, nó kiểm soát được cả bên trong này cơ à? Ở đâu ấy? Ở đây, bên đây đâu? Ở đâu? Đốt hết. Trong này vẫn là thành của nó cả. Light of Avalon. Light of Avalon. Ồ, công trình này nhiều tiền thế. Có công trình này được nhiều tiền thế. Đây à. Để tấn công vào thành này à. Có thể đánh được đấy. Có thể đánh được đấy. Vào ăn đi. Khá nhiều các công trình mình có thể xây dựng nhỉ. Ây dồi, quan trọng nhất vẫn phải là lên tường thành, lên trị an. Cái gì đây? Cộng Wheel Magic cho tất cả quân đội. Cộng một rank cho lock thi tuyển. 12% là tốc độ nghiên cứu.
What the... Còn công trình này nữa. Công trình này nữa. Thế là đủ bộ. Ồ, cái này cho nhiều tiền lắm. Lên luôn. Cho tiền thì mình phải lên trước á. Thành phố này ghê nhỉ. Thành phố này có cái thành to nó ngon phết. Thành bé thì không có nhiều công trình lắm, nhưng thành to ngon. Defender of the Phoenix Throne. Defender of the Ever Queen. Xây sau công trình này sẽ có thêm hai con rồng thủ ở thành cả. Ai à, vậy thì chúng nó hơi khó ăn đấy. Hai con rồng thủ ở thành. Giảm upkeep cho rồng và phí tuyển dụng rồng ở đây. Trừ 25% upkeep cho các đơn vị rồng. Hay quá. Direct me. Ghét nhất là mấy cái con pháp sư nó suốt ngày nó đi ám sát hero của mình. Ôi ôi. Cha sợ mấy con chuột này. Cha làm được cái trò gì? Tưởng mày thế nào? 1, 2, 3 quân đoàn này của mình. À, đánh nhau trong cái đập hầm ngầm. Mày, nó lại giúp hầm nó đi à? Có 3 khẩu pháo lên. À, có một con chuột cống. To phết. Cái chính là mình phải khử ngay cái mấy con chuột bắn độc kia kìa. Chuột ném bom độc. Chuột ném bom độc nguy hiểm. Bộ cung của mình bị thương nặng quá nhỉ? Yes. My power is yours. Ready. Tướng tuy là cưỡi được đại bàng rồi nhưng mà cũng không mạnh lắm. Cho đi đằng sau đâu. Lòng hoàng chết thì vỡ mặt. Mấy con rồng này đi trước. Công với con rồng trước à? Upward Mage. Lacoy Sario. Advance. Lại cho mấy con chuột nhắt lên, chui lên. Đội cung lên đi, kệ nó. Vâng ba cái con chuột đi nào. Luôn hết thời gian của mình. Ai cả
Mày bắn cũng gớm nhỉ. Cô vừa bắn ghê phết chẳng. Đánh đồng loạt. Rồi. Đánh tập trung vào ngay này. Ôi mày có con chuột bắn độc này. Giết ngay. Đây này, mấy con ném bom này. Giết ngay lập tức. Cây bị trúng độc à? À con chuột khổng lồ của nó ra đây anh em, ăn con chuột khổng lồ của nó. Thấy con ném bom của nó luôn. Vẹo tại chỗ luôn. Mấy khẩu pháo là to nhỉ. Mấy khẩu pháo là to lắm nhỉ. Úi dồi ôi. Ôi nó đi tua này. Nó đẩy người phát văng hết bọn này ra đây luôn này. Chết đâu nhỉ? Không chết thì cũng chạy tán loạn này. Quánh luôn. Không để cho nó làm loạn. Mấy thằng nó to. Dòng nó rồi. Ta xuống. Cắn chết cho nó luôn. Nó cắn máu của mình mất nhiều thế nhỉ. Bạn chui đâu ra mấy con chuột này đấy. Không hết được mấy con chuột nhất này. À, chơi chết nó cho anh. Mấy cái con chuột. À đây rồi. Con chuột cống này. Cái con chuột cống này ghê thật. Nó là cái thứ gì chứ nhỉ? Ui ôi. Nhìn nó ghê quá. Con chuột cống nhìn ghê ghê thế quá nào. Trong hai hero thì mình có một cái thằng hero cận chiến kia chuyên chặt chém. Chuyên đánh nhau với quái to.
Sau trận này chắc mình phải chọn hồi quân ấy nhỉ? Hồi quân để còn đi đánh tiếp chứ. Có cái thành to của nó ngay đây này. Chắc phải chiếm thành to để hồi ít quân đã. Sau đấy mình tính tiếp được. Đốt hết cái khu vực phía dưới này. Chủ yếu chiếm cái thành to thôi, còn có cái thành nhỏ này. Không chiếm nữa, mất thời gian lắm. Đây rồi. Lại đi phá hoại. Trời, mấy lượt nữa mới gọi được con mấy con hero ấy lên. Điên thật. Ấy giả mấy anh xạ ướp. Lang hoàng nó nhìn thấy mấy thằng lùn nó mò mò ra đất của mình rồi đấy. Nó là nó muốn đánh nhau rồi đấy. Thêm cả mấy anh USF nữa cả. USF thì chỉ đánh ở trên quyết định công thành của mình. Bánh sợ gì nhỉ? Sao phải xoắn? Chuột của nó có cái gì mạnh đâu? Chuột của nó không có gì là mạnh. Có một em đại bàng chắc có lẽ cho đi giết hổ pháo nó đầu tiên. Xe hút cổng à? Noble. Lothen Seaguard. Without fail. Archers. For duty. Hey. Without fail. Nó không cổng của mình à? Cần thì mình cơ động đi nhỉ. Bỏ bên dưới kia mất mất cái tháp canh không bắn được. Không có tháp canh không bắn được. Illyrian archers.
battle calls. Cổ pháo của nó đâu? Đây à? Cho đại bá ra thử cổ pháo trước. Nó khôn phết nhỉ, nó cho bọn chuột này bảo vệ. Không tấn công vào đấy đâu, đánh vào đây này. Mấy con chuột này. Orders received. As you say. Understood. It shall be done. We will obey. Assembly. Kill them. Ăn luôn. Chỉ gọi chuột ở dưới chân thành thôi. Tường lên thì không có. Rồi bắn đây. Bắn thấm đòn cho nó luôn. Cũng bắn được ấy, đây nhỉ. Bắn đây. Thử hộp pháo đó. Treo được mấy thằng vào rồi. Còn ít lắm. Thử nó luôn. Úi dồi. Để à. Hay giả chiếm lại cổng này của mình kìa. Chiếm được hay không là vấn đề. Vô đây ăn tướng thôi. Silver Helms. Đội kỵ binh ra ngoài. Đi quẩy mấy thằng này cho anh. For Azurian. Mấy thằng này thích phá thành à? Phá làm sao được? Bây giờ giết luôn. Đại bàng đâu rồi, vào đây cứu đội này. Tấn công dữ quá. Ai già. Noble. Spearman. We will obey. Right away. Orders received. Ăn được. Dìu nên ăn được. Ôi chúng nó nhấp nháy hết rồi, mấy con chuột tưởng gì. We will obey. Ủa chú thế nào? Acknowledged. Chạy hết rồi. Archers. Loyal. Được, mày thế nào? Ăn tướng nó là xong thôi mà. Chạy hết rồi, chuột này tinh thần yếu. Silver Helms. Rồi ăn à. Ok. Chui ra mấy thằng chuột nó leo được vào thành của mình này. Make
ra đây ăn nó luôn. Spearman, đội Spear này thương nặng thế. White Lions. Cứ ăn thằng tướng nó trước là xong. It will be done. Understood. Archers, incoming enemy spells. As you say. As you say. Oh. Lothen Seaguard. Understood. Noble. Bầm rớt nhỉ. Ồ. Mấy bác dìu mình chén vẫn nhiệt tình hết cả. Cố gắng lên em ơi. Mãi chưa chết được từ nữa. Lothen Seaguard. Rồi bắn tên chúng nó đây. Archers. Silver Helms. Không để cho nó còn sống sót nữa. Lothen Seaguard. Đúng rồi. Bắn tên vào cho nó. Thế thế à? Tưởng các chú thế nào? Thế này thì bọn chuột nó không công được thành của mình. Nếu mà nó chỉ có những đơn vị quân củi củi này nó không công được. Không ăn được. Ai à? Được một viên đá hồi máu cả. Ngọt ghê. Giỏi rồi. Bị chết vẫn đấy. Ném vô vực à? Honesty itself. Defender of the Everqueen. Cấp 33. Phá tường thành của mình à? Defender of the Phoenix Throne. Cộng 25 di chuyển. Going ashore. Tin tốt. Guardian of the Phoenix Crown. Can I offer assistance? Đâu nhỉ? Nó có một cái thành ở đâu trong chỗ này. How can I assist you? A faithful servant. Mình không dám di chuyển bước dài. Di chuyển bước dài nguy hiểm. Nếu chẳng may nó đánh được thì chết. Thế. Honesty itself. A faithful servant. Ây chà. Ăn làm sao được. Không cần vội. Có thì nâng cấp, còn không thì thôi. Nâng cấp những công trình khác trước. Ừ.
hết rồi. Kinh tế của mình bây giờ cũng suy giảm khá nhiều đấy, cũng không còn nhiều tiền để mà để chơi được nhiều chiêu như trước nữa rồi. Cộng vào cái này à, cộng 8 phòng thủ vật lý này, cộng vào đỡ đòn nữa. Thằng này trâu lắm, giáp trâu này. Alori Ever Queen. Ôi ôi, còn một thành to nữa đâu. Đốt luôn mấy cái thành này đi. À, chúa tể. Mày đang ở chế độ hành quân à? Mày chuyên đi phục kích đúng không? Hôm nay thì mày sẽ biết thế nào là bị phục kích. Làm công thành của anh. Ngu học. Cấp 15. Glory to the king. Cộng vào đây đã. Sister Avernum nữa này. A champion of Isha. Tăng vào đây để hồi máu nữa này. Your instructions. For the king. Ô, thằng này nó khôi phục lại được cả cái vùng này cơ à? Ô. Mấy anh ma cà rồng mò đây rồi à? Sao nào? Đùa chứ đấy, đánh nhau mấy thằng ma cà rồng là mình cũng hơi mệt đấy. Đáng tiếc là bọn ma cà rồng nó lại khá thân với bọn Dark Elf. Cái điều đấy thì cũng hợp lý thôi nhưng mà... Ôi rồi anh chàng này, mình tha cho chết, bây giờ anh phá nát cái khu vực này à? Ờ, tốt. Pride of the Asa. Học vào đây đã. Elf One's Finest. Cấp 13. Cộng 12 đam xuyên giáp này. Chagabonuts này, Mini Attack này. Dạ. Prince of Elf One. Nhiệm vụ của mình là... Đây rồi, nhiệm vụ thứ nhất xong rồi. Tiêu diệt Norska và Wintertooth. Chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta kiểm soát những vùng này. Rồi không phải sang châu Phi, chỉ đánh ở khu vực phía Bắc thôi. Phía Nam không phải nhiệm vụ của mình. Như vậy thì mình chỉ đốt ở dưới này thôi. Đốt hết bên dưới này. Nhiệm vụ của mình không phải tiêu diệt bên dưới. Defender of the Ever Queen. Protector of Earth One. Tổng lực tấn công phía trên. Phía dưới này không phải đánh. Cái gì đây? Mấy con chuột này thích vào đây làm loạn này. Setting up garrison. Thiếu hai thằng hero nữa. Mười một. Melee attack đâu. Cái này đi. Tăng phòng thủ. 40 chắc là mạnh lắm đấy. Brave son of Ulfwan. Resting a spell. Thêm một thằng nữa. Đây. Tốc độ hồi máu. Kháng tên. Kháng tên đi, để hồi máu. Thực ra thì quân của mình nó cũng không phải là chậm lắm. Sorry. My quest must wait.
cả hai thằng này vào đây. Can I offer assistance? Can I offer assistance? Your command. Xì, mấy con chuột này cứ làm loạn đây à? Mấy thành này thì nó không ăn được rồi. Không ăn được, đành chạy. Tưởng mấy thằng chúng mày thế nào. Cái này thường thôi. Backcrash. Mò đến tận đây cả. Cướp biển vùng Caribe mò đến tận đây cả. Đốt hết Nam Mỹ. Kinh, mấy con chuột này cho quân đi đông thế. Định làm gì thế? Mấy công trình ven biển này của mình đã xây tường thành cao chưa nhỉ? Nếu có tường thành rồi thì không sợ, cho chúng nó tấn công luôn. Lũ chuột thì đông thế nhỉ? Her light shines upon me. Nhận được một cái hỗ trợ. Trừ mất 10 điểm uy tín nhưng mà mình nằm dưới đủ. Cộng 18 điểm trừ 5 public order. Cái này trừ tiền từ các công trình. Mà cái này được. Mất siêu tiền. The foul scent of vermin permeates this place, my lord. Dính corruption à? Dính corruption. Đây rồi. Handmaiden of Alaria. My protection is yours. Servant of the Tower. They may have refuge. Guardian of the Phoenix Crown. For thằng order. Chuột đáo tét này. Their deaths are necessary. À, nó lắm lắm chariot nhỉ. Có hai khẩu pháo này. The Aster needs. Hai khẩu pháo này. What orders? Dăm ba cái con nó có mấy khẩu pháo. Vậy là mình phải ăn pháo nó trước rồi.
Có thằng Nobo này. Son of Ulfwan. Nó cưới được đại bàng rồi kìa. Vậy thì nó và tướng chia nhau kiểm soát hai đội rồng này. Ulfwan Mage. Em pháp sư của mình còn mạnh còn vãi trưởng luôn đấy. Sau này. Phải không cổ pháo đó. Đây, tấn công tướng nó đi. Quân đoàn này tấn công pháo. Nhiều pháo lớn nhỉ. Wow, nó bắn đội cung của mình hơi thấm đấy. Pháo nó. Ô, nó bắn cung của mình. Chết nó nhiều. Không sẵn. À, chariot này. Ta có chariot này. Winds of magic rise. Making my way. Đua xe bất hợp pháp này em ơi. Đua xe bất hợp pháp đúng rồi. Đua xe bất hợp pháp luôn. Pháp sư này. Nào tiếp tục đua xe bất hợp pháp này. Chúng nó thích đuổi à. Lakoi Soraya. Ready and able. Battle ready. What? Tấn công. Đứng ngắm làm gì? Ăn cho nó thôi. Yes. Tấn công này. Ăn nó thôi, xà xuống. Con đại bàng rồi. Rồi, bắn vào này. Bắn đi. Con đứng rung rung vào này. Tản ra. Đúng rồi. Rung rung vào thì làm sao mà đánh nhau được. Có kìa, sao mất máu nhiều thế. Dù. Đúng rồi. Mấy em cung này không chỉ đạo là bắn rất vớ vẩn. Forward, as you say. Ta lấy vùng đất xấu rồi. Dù. Đùa với anh nhỉ? Đùa với Queen Vavilor. Quân đoàn này không phải giọng vừa đâu. Cho nó chìm xuống luôn. Lợn lờ ngoài biển của mình. Nguy hiểm. Hình như mình đã cộng quãng đường di chuyển thôi nhỉ. Đúng rồi. The greater good has triumphed. Hy sinh luôn. Defender of the Ever Queen. Going ashore. Cấp 30 rồi. Chosen of the gods. Cấp 30. Your bidding. Tàu di chuyển. Tăng vào khả năng tấn công này. Cho mạnh. Alf One's finest. A paragon of virtue.
phun. Quân đoàn này bị ám sát có một thằng, hình như lượt sau mới hồi được. Hay giờ à, chuột xịn à. Can I offer assistance? Đây rồi, biết là có mà. Ây à, thành to đấy. Chiếm lại xong đốt lốt. Chiếm thôi. Thành to thì mình sẽ chiếm. Mấy cái thành bé bé này thì đốt. Mấy con chuột này nó ở đây nó làm loạn kinh quá. Ồ, mấy thằng lùn nó cử quân đến định sang đất nhà mình làm ăn đây mà. Going forth. Sang đâu thì sang, bò sang đây chết đừng kêu. I have much to teach them. You seek illumination. Poet protects them. Thành lập thêm một quân đoàn nữa à? Thêm một quân đoàn nữa sang không? Ai ôi. Kinh tế mình cũng có thể nuôi được thêm một quân đoàn nữa mà nhỉ. Alariel the Everqueen. Alariel Everqueen. Vậy đây là ngựa gì? One's finest. Ô, con ngựa này gớm thật đấy. Ô, có khi cái đội hình của mình cho nguyên mấy cái con cung này đánh cận chiến cũng hay nhỉ? Chỉ số của nó còn khủng hơn cả là bọn cận chiến thường ấy. Vãi luôn đấy. Giáp của nó tí thấp tí thôi nhưng mà tấn công cận chiến các thứ của nó cũng khủng mà. Anti lắc nữa chứ. Ôi ôi. Ô, vãi. The greater good. Nó đã ăn tí lắc nữa rồi. Search quickly and leave. Cái hỗ trợ này còn trong qua bao nhiêu lượt nhỉ? 10 lượt. Ấy, còn lâu lắm mới chưa hết dùng hết một lượt. Light triumphs over darkness. Vùng đất trong này nó gọi là gì? Là gì thì mình cũng đã đốt hết rồi. Nagaros. Bước phá tha hồ tiền. Bước phá có tha hồ tiền luôn. Thành lập thêm một quân đoàn nữa. Thì nếu thành lập thêm quân đoàn nữa thì chưa đủ hero à? Một cặp tướng thôi. Lord of the Phoenix Court. Quân đoàn này sẽ nhiệm vụ phòng thủ phương Nam rồi. Các thành chỗ này thì chắc cờ rồi, nó không đánh được đâu. Úi rồi, có cả rồng phòng thủ này thì ăn làm sao được? Thêm hai thằng Chariot nữa. Ô không sợ, mấy thành này rắn lắm. Thêm một quân đoàn nữa. Tiến lên phương Bắc, có lẽ để mình giải quyết gọn cái bọn phương Bắc nữa. Hết mấy cái thằng Kể ra nếu mà mình kiểm soát được cái vùng này cũng tốt nhỉ. Đốt thì cũng hơi phí nhỉ, nhưng mà dù sao thì sau khi mình kiểm soát được hết cái vòng xoáy rồi thì
Nó có dám đánh cái thành nào của mình đâu. Sợ không dám đánh các thành của mình. Lại ám sát hero mình à? Vãi cả ám sát luôn. Bên này có đến 3 quân đoàn mà không diệt hết được bọn phương Nam này thì có mà. Ây da. Mấy con chuột nó cứ ở bên trong núi kia, mình không biết được nó ở đâu mà diệt. Mấy cái biển ấy cứ lo bọ ở ngoài này, chả biết nó chỗ nào. Sát thất bại. Cái gì đây? Vlad von Kastai á. Be gone. Sao mà tấn công được nó ở tận đấy? Đùa nhau. Nhiệm vụ của mình là phải tấn công cả Norska đấy. Ây da. Mấy anh Chaos vẫn ở ngoài này à? Kể ra để mấy thằng này sống sót cũng hay thật. Nó đi phá hết bọn này. Quái nhỉ? Cái thành còn lại của nó ở đâu nhỉ? Đâu đó tiếp trên này thì phải, mình nhớ là trước mình chơi đã ép rồi thì nó ở trên rồi chứ nhỉ? Cold places breathe. Mình chưa đủ tầm di chuyển tới cả. Xa thế nhỉ? Ôi, chiếm thành này. Được cái ở xa cái map này đi đường biển khá thuận lợi, không sợ. Quân đoàn này đi đường biển hay hơn. Tấn công mọi bên dưới, còn quân đoàn này còn một lượt nữa thì hồi lốt được thằng hero nữa đúng không? Nếu không nhầm thì một lượt nữa. Đúng rồi. Một lượt nữa là hồi được con pháp sư lên. Giải quyết hết bọn phương Nam này, sau đó thì mình sẽ tiến lên phương Bắc. Cái này chúng ta không cần chiếm, đốt toàn bộ luôn. Nhiệm vụ của mình là ở phía Bắc, chứ không phải ở phía Nam. Để dồn các quân đoàn cho ra phía Nam. Phía Bắc. This will fail. No. Guardian of the Phoenix Crown. Defender of the Ever Queen. Chưa tiến đi đâu được nhỉ? À có tiền rồi, thành lập thêm một quân đoàn nữa. Sister giảm phí tuyển khám tên. Khám sát thương vật lý. Cái này thì nó giảm áp kíp à? Tăng sát thương tầm xa cho cung thủ đấy.
giảm áp kíp thì thực ra mình nghĩ là mình cũng không cần lắm, bởi vì có mấy thằng cung thì nó cũng trả được bao nhiêu, khá sát thương vật lý. Bọn này nó có thêm một phép nữa này. Sát thương vật lý 5%. I serve the king. Ôi vào phát đã cưỡi được rồng rồi luôn á. Vãi thế. Six item. Đạn cho cung thủ. Ây da. Và phát được hỗ trợ nhiều thế nhỉ, cấp cao ấy. Khá sát thấp vật lý cho rồng. Rồi, rất mạnh luôn. Và phát đã cưỡi đại bàng luôn. Entering the garrison. Hết tiền à? Hết tiền luôn à? Kích nhà còn có 8.000 kìa một lượt, áp kíp bị tăng kinh khủng. Nhưng mà phải chơi chứ, mình đi ăn cướp được thì mình phải kiếm chứ. À, lại khôi phục lại nhà cửa, lên anh đốt tiếp. Tưởng gì mấy con tàu ma đấy chả làm được cái gì đâu. Mấy con tàu ma đấy không làm được cái trò gì đâu. Trèo lên cũng không đánh. Mấy con chuột này ảo ghê nhỉ. À, mấy anh lùn đánh cử quân ra đấy. Ghê thật. Ai già cả út ép nữa kìa. Út ép thì mình không sợ. The ever chosen himself, Archaon, has been sighted. Archaon. He leads a host of immeasurable power. Do not face him in battle and. Vâng, Archaon, tôi đã biết là cái Archaon là ai già. Cộng giáp và phòng thủ cận chiến cho rồng, tuyệt vời. Chúng ta vừa học được cái rank, vừa nghiên cứu xong một cái công nghệ rất tuyệt. The winds hearken to me. A faithful servant.
con cung này mình thấy nó rất là chất. Khả năng cho nó làm tăng đánh cận chiến được. Where to? A noble heart. Dispatch me. Đánh nhau luôn. Tiện thể. Một đám ở đây. Ồ. Làm một nháy thôi. Đánh hai nháy một nguy hiểm lắm. Chẳng may đánh tay chân lóng ngóng. Đi mất một đội đâu đấy. Chết. Cứ giải quyết từng thằng một. Không đi đâu mà phải vội. Cứ phải cho rồng lên khử đội pháo nó trước ạ. Rồi tính sau. Cái gì? Mấy con chuột hóa học này anti-lock à? Cứ dập nát đội pháo nó ra rồi bắt đầu cho cung mình lên. At your command. Ồ, đánh nhau ở một cái đập nước à? Tuyệt. My power is yours. Ready. Em pháp sư thì cực mạnh. Noble. Đi đằng sau bảo vệ đội cung. Mấy con chuột này nó hay có cái trò gọi mấy cái con chuột nhất lên. Bắn thoát chết mất bao nhiêu cung của mình. Tấn công. Ây giời, em này trông như kiểu đua xe bất hợp pháp này. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Ăn luôn. Đây, 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 đây. Tản ra, đến kiểu này cũng được không? Sổ. Kinh nhỉ, đội rồng không biết sợ là gì. Ăn luôn. Ok kìa, sao để đứng im cho nó bắn thế? Nó cho nó luôn. Úi dồi ôi. Cho mấy thằng. Ủa, cái này chơi nguyên rồng chết rồi. Rồng nó đi cản rồi. Bọn này còn chết hết rồi đâu. Kinh nhỉ, nó lại chạy hướng nhỉ.
Oh. Hit and run. Noble! At once! Còn phẩm tướng của mình rất cao, level 30 rồi. Rank cao nó bút cho quân đoàn mạnh lắm. Dần này vừa được nghiên cứu xong một cái công nghệ gì ấy nhỉ? Đấy. Tăng giáp, tăng giết châu bò. Tướng của nó chết tại chỗ rồi này. Hồi máu đã. Hồi máu xong đấy. Rồi mới chút nữa. Vẫn có mũi tên màu xanh xanh lên là nó vẫn đang hồi. Xong rồi. Đánh nhau với anh nhá. Đây là quân đoàn mang tên của mình, làm sao có chuyện để cho nó làm vớ vẩn được. Mấy con chuột này. À, hình như đây là con chuột chùm của nó này. Bắn chết mất mấy thằng cung của mình. Nếu mà chơi 2F này mà chơi nhiều cung thì cũng hay nhỉ. Bắn tẹt bô cho nó luôn. Như này nếu mà tăng số lượng của bọn hero cưỡi đại bàng lên thì ba Glory to the king, take them down. Sailing away. Thêm đồ. Defender of the Phoenix Throne. Trên biển nó cũng hồi quân à? A noble victory. Lightning swift. I will do my duty. I have no time for this. Nó có đội cung này. Có cái đội cung này. Không thấm. No, blame you, you. Not enough warp stone. Không ngại lắm đâu. Mấy thằng đồ này không ngại lắm đâu. Prime for action. Sailing on. Your word. Sailing away. Full sails now. À, bố nó cũng chả dám đánh luôn. Nào, thì công nghệ. Ôi mình ơi, cứu công nghệ ác thế nhỉ? Nhánh cái này hết rồi. Chariot à? Chariot thì mình à, cái này là cho
và The Wrong Finches. Còn cái này nữa, thiếu cái gì nhỉ? Workshop à? Rank hay tuyển rồng? Giáp cho cận vệ Phượng Hoàng, upkeep cho Dragon Princess. Cái này đi, tôi nghiên cứu cái này đã. Tăng rank cho các đơn vị quân được tuyển. Ây da. Chiến trường phía bắc này, ôi dồi ôi. How can I assist you? Lốt lốt. To war! Fall back! À, nó có tường thành à? The Asur follows strength. Okay. My strength. Quân nó cùi. À, tấn công trở lại đáp ép. Con này nó được một cái rank mới rồi. Cấp 16 cứ được rồng. Rồng cùi. A paragon of virtue. Cấp 16 cứ được một con rồng, rồng lửa. Rồng nhỏ. Cũng được. Lethal grace given for. What is this foolish? Hai thầy trò. Hai thầy trò. Alariel the Everqueen. Alariel Everqueen. Đã khôi phục lại cái tỉnh này à? Ôi giời ơi, chết sớm rồi. Optic Order. Tăng Optic Order lên á. Sợ con chuột này. À, cái thành này thì nó không dám đánh, đúng rồi. Chắc nó định đánh thành này à? Này thì sao? Mấy cái thành ven biển này của mình ba tường thành cấp 3 hết rồi. Tường cấp 5 thì tăng một tiền. Trừ di chuyển của kẻ thù này. Ambush cộng 10%, enemy trừ 10% cho tất cả Frovin. Tỷ lệ thành công của các không sợ lắm đâu. Mấy con chuột thì cũng không đáng sợ lắm đâu. Hồi máu đây rồi. Trận này em nhung zin này em đánh à? Trận này quân vàng của em nhung zin. Có mấy thằng bắn súng. À, có một con rồng này. Không sợ lắm. Thành này thì
chiếm hồi đây quân ít quân đã, hồi quân đã xong rồi đấy, đánh đánh tiếp. Ai chà, cũng mất máu nhiều phết chứ rồi đâu. Cây to này thì không mất mấy. Prince of Ulfwan, direct me. Ulfwan mage. Orders, awaiting orders. Mình cất vào đây để hồi máu phát đã. Ăn nó luôn. Awaiting orders. Prince of Ulfwan. Con ma này thì nó kháng được vật lý, nhưng mà không tên của chúng ta bắn cả đạn lửa. Mà ma thì nó rất sợ lửa. Siren, Siren. Trong thần thoại Hy Lạp có nhắc đến người phụ nữ này. Đây là một trong những người phụ nữ đau khổ nhất trong thần thoại Hy Lạp. Thật phá cổng thành đã. Đánh nhau vội lắm gì. Phá cổng thành đó. Đưa quân ra ngoài đánh nhau cả. Đưa quân ra ngoài đánh nhau. Mình có ma cặp rồng đánh lúc phải chết mà. Xong rồi đánh nhau. Kìa. Khóa cổng đấy. Kẹp à? What the hell? Yes. Đánh mãi không sập cái cổng này của nó xuống à? Để tháp canh nó bắn nó quân của mình chết nhiều thế. Bang 7% rồi, đập tiếp đi nào. My power.
ai già mấy thằng này. Mấy thằng là bọn vần quá mạnh để cho chúng nó có thể tấn công. Rồi, nó là mấy con rơi à? Từ bắn súng rồi. My power is yours. Ây da, tầm bắn của mấy thằng cung thì gớm nhỉ. Con rơi này thì làm ăn gì? Bay vào tầm gần phát cung nó bắn cho chết bây giờ. Ai ôi, nó dội bom xuống rồng mình. Tưởng nó mất đi được ship rồi. Tưởng nó đang giảm đi được ship rồi. Mất luôn rồi. Dụng tự do. Bọn nó thằng rồng chết đơn giản mà. Mất đi được ship thì chết luôn. Cái quân đoàn này chưa cưỡi được rồng rồng lửa. Phải lên được Star Dragon cơ thì nó mới mạnh. The Asur have conquered. Ngon. Lại chạy về à? Mấy cái con tàu ma này thì làm cái gì? Ai trèo lên đất của anh à? Mày sán sống rồi. Mấy thằng này không dám đánh nhau biết ngay. Nhìn là biết mà. Mình đập nó luôn từ trên biển nhỉ? Hay thôi, hình như thì mình thấy Big Mom đang lọ mọ ở đất nhà mình. Hòa bình hả Big Mom? Xin hòa bình. Được, hòa bình với Big Mom đi. Dù sao mình cũng không cần phải chiến tranh Big Mom. Hay lắm, Big Mom rút rồi. Mình cũng không muốn tiến sâu xuống khu vực Việt Nam này. Mình nhiệm vụ mình không phải tiến xuống đây. Usf đã lên. Chúng nó quyết định tấn công vào sườn này của mình rồi. Ai da, con chuột này vẫn thích đánh nhau mình. Thật là may khi mình đã thành lập thêm một quân đoàn nữa. My powers grow. Giảm income. À sao, mất có tí tiền. Được 18 điểm uy tín. Lethal grace given for a faithful servant. A noble heart. À sao, cưỡi được đại bàng rồi đấy. Honesty itself. Cấp 15 à? À đây, mình xây công trình này rồi là mình có thể nghiên cứu cái công nghệ này rồi. Workshop.
shop bằng cái công trình gì nhỉ? Xây dựng Alchemy Workshop. Có gì chứ nhỉ? Giờ này còn gì, có cái công trình nào nữa mà mình chưa xây? Hồi máu nhanh nhanh chút. Đốt lốt chỗ này. À, hai thằng lồn đi chạy về rồi kìa. Hai thằng lồn đi chạy về kìa. Ủa, đứng trên biển mà hồi quân nhanh vãi trưởng. Defender of the Everqueen. Defender of the Phoenix Throne. Prince of Ulthuan. Cái này có tác dụng trong vòng. Còn lâu lắm. Còn lâu mới hết tác dụng. Bị giảm trừ. Mình được kháng rồi. Protector. Nhưng mình không bị làm sao. Ôi giời, con tò ma cả không sợ. À, tập trung đánh phía nam này của mình. Chắc cho quân đoàn này xuống. Quân đoàn này sau khi tuyển mộ xong thì sẽ tiến lên phía bắc. Thành phía bên ngoài này thì bên ngoài tuyển được cung. Ulthuan Prince. Mua dòng đấy. 1, 2, 3, 4. Hết tiền cả. Hết cả tiền cả. 4 con dòng đã đủ rồi. 3 đội cung. Đó là 16 rồi, đúng rồi. Mình có thể ra ngoài được rồi. Nào. Gớm nhỉ. Không cho quân sang đây để chơi anh nhỉ. Nhìn đã biết easy khi nó không có cung thủ, có mấy con ngựa. My prowess is needed. Nó sao đánh auto này vớ vẩn thế. Nhìn nó vớ vẩn thế mà mình đánh mất tốn quân hết. Lord of Ulthuan. Hai đội đại bàng. Rất nhiều cung thủ. Rất tiếc nó không có quái to. Ulthuan's finest. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.